Hiện nay, hãng Honda có hai liên doanh với các đối tác GAC và Dongfeng của Trung Quốc. Do đó, hãng Honda thường bán hai mẫu xe có thiết kế và tên gọi khác nhau, nhưng về cơ bản là một. Cặp đôi Honda CRV và Breeze là một trong số đó. Vào hồi tháng 9 năm nay, liên doanh Dongfeng Honda đã tung thế hệ mới của mẫu xe CRV ra thị trường Trung Quốc. Sau hơn 2 tháng, đến lượt liên doanh GAC Honda giới thiệu Breeze thế hệ mới ở thị trường tỷ dân này. Qua những hình ảnh do liên doanh GAC Honda tung ra, có thể thấy Breeze thế hệ mới sở hữu ngoại hình khác biệt so với CRV. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe và đuôi xe của Honda Breeze 2023. Cụ thể, Honda Breeze mới được trang bị cụm đèn pha hẹp, tích hợp giải đèn LED định vị ban ngày. Nằm giữa đèn pha LED là lưới tản nhiệt khá hẹp, đi kèm nẹp mạng chrome trên đỉnh. Trong khi đó, trên cản trước của xe có hốc gió, trung tâm hình bát giác khá rộng, tích hợp giá lắp biển số, ở hai góc cản trước là khe gió hình chữ C màu đen. Ở bên sườn, Honda Breeze 2023 đi kèm đường dập gân kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu, và nẹp trang trí màu đen trên cửa. Tương tự người anh em CRV 2023, mẫu SUV cỡ C này, cũng được chuyển gương ngoại thất từ vị trí chân cột A xuống cửa giúp tăng tầm nhìn, cho người lái. Thêm vào đó là thiết kế cửa sổ và vành la răng mới với đường kính 19 in đằng sau, Honda Breeze 2023 được trang bị cụm đèn hậu nằm ngang khá mỏng, tương tự đèn pha. Nằm giữa hai đèn hậu là nẹp màu đen bóng, tích hợp logo của hãng Honda. Bên dưới là cản sau mới với hai đầu ống xả giả hình chữ nhật và đèn phản quang nằm dọc. Không chỉ thiết kế, mà ngay cả kích thước của Honda Breeze 2023 cũng khác với CRV thế hệ mới. Theo hãng Honda, mẫu xe này sở hữu chiều dài 4.716 mm rộng 1.866 mm, cao 1.691 mm cùng chiều dài cơ sở 2.701 mm. So với phiên bản cũ, xe dài hơn 82 mm, rộng hơn 11 mm, cao hơn 12 mm và chiều dài cơ sở tăng 41 mm. Ngoài ra, xe còn dài hơn 22 mm so với CZ V 2023. Với kích thước lớn hơn, Honda Breeze 2023 cũng được bổ sung nội thất rộng rãi hơn với 5 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi không có gì ngạc nhiên khi mẫu xe này có thiết kế nội thất tương tự CRV 2023. Có thể thấy rõ điều này qua bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm đặt nổi và cửa gió điều hòa kéo dài trên mặt táp lô, đi kèm tấm lưới tổ ong quen thuộc. Bên cạnh đó là tính năng ập nhật phần mềm qua Wi-Fi và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Chưa hết, Honda Breeze 2023 còn có gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing 360 mới, với nhiều tính năng nổi bật như bảo vệ thông minh tránh va chạm, cảnh báo va chạm ở giao lộ, cảnh báo chuyển làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường thông minh và hỗ trợ ông cua. Trái tim của Honda Breeze 2023 là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 243 Nm không khác gì CRV. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh toàn thời gian. Dự kiến, trong thời gian tới, Honda Breeze 2023 sẽ được bổ sung cả phiên bản Hybrid và Plug-in Hybrid giống CRV mới. Dự kiến, Honda Breeze 2023 sẽ được bán tại thị trường Trung Quốc vào cuối năm nay. Hiện giá bán của mẫu xe này chưa được công bố. Trong khi đó, Honda CRV 2023 có giá từ khoảng 628 đến 845 triệu tại thị trường Trung Quốc.